Kính thưa các đồng chí và các bạn, nghề nuôi tôm vốn đã vô cùng vất vả, cực khổ, đòi hỏi người nông dân phải bỏ biết bao công sức mới nuôi được con tôm thành phẩm. Ròng rã nhiều tháng trời, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để chăm sóc, quản lý các ao tôm với hy vọng được vụ mùa thắng lợi. Thế nhưng, đến khi thu hoạch, người dân nuôi tôm lại đau đáu nỗi lo bị mất trộm. Mặc dù đã có sự cảnh giác, nhưng nhiều người dân vẫn bị các đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp với thủ đoạn tinh vi. Mới đây, Công an huyện Hòa Bình vừa điều tra bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tôm của người dân. Anh Trần Văn Toe, 38 tuổi, ngụ ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, là một trong số nhiều nạn nhân của các đối tượng trộm cắp tôm. Theo lời kể của anh Toe, vào sáng ngày 21 tháng 10 năm 2020, anh kêu người lại bán số tôm trong ao nuôi của mình. Từng nghe việc bị mất trộm khi thu mua tôm, nên anh đã nhờ một số người dân địa phương đến giám sát quá trình thu mua. Sau khi cân xong, người nhà anh Toe phát hiện số người cân tôm có chở những vỏ tôm khác lạ nên yêu cầu kiểm tra. Lúc này số người này không cho kiểm tra mà nhanh chóng bỏ chạy. Thì nó nói là mấy cái vỏ tôm này mấy bữa trước mưa kéo thì có mấy con tôm sót lại nó dơ nó thúi gì đó. Thì nó kêu là chúc nó dục xuống dưới thì giặt nó đi. Rồi đem về cho chủ để cho chủ nó chúc nữa chủ nó trả cho 100.000 để mà uống cà phê. Thì em nó cân xong á thì nó kêu về nhà tính tiền. Nó về kêu người nhà về đây tính tiền thì kéo xong rồi thì mẹ em mới ở lại thì thấy nó nôi giỏ tôm nên mẹ em đi hô. Đi hô nên là mẹ em mới chạy đi hô nên nó nổi chạy về tới nhà này mẹ em mới nói mới to tiếng được. Kêu nó trộm tôm ấy, rượt theo giờ cái giỏ tôm chưa cân đâu. Mẹ em mới lấy xe rượt theo. Thì nửa đời em rượt đâu kịp, chạy nhanh bắt đầu kịp. Vậy này nhờ với em điện người trên số 7 á, nó chặn giùm lại. Rồi chặn lại thì em lên tới nơi thì cái nó dọc cái xe nó dục mấy giỏ tôm nó chạy luôn. Quá trình truy đuổi, Nguyễn Văn Kiếm sinh năm 1989, ngụ ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thành, huyện Vĩnh Lợi, một trong số các đối tượng vào thu mua tôm tại nhà anh Toe, bị người dân địa phương bắt giữ và giao cho lực lượng công an. Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Kiếm khai nhận thỏa thuận với đồng bọn quan sát chủ vuông tôm, nếu thấy chủ vuông tôm sơ hở thì lấy trộm tôm mang về bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Thì chiều em biết giá lỗ rồi, tôm lỗ quá. Rồi em mới ra là hẹn anh em là đi bắt là sáng 6 giờ là ra chỗ cầu số 7 á. Rồi em mới kêu anh em là cắt tôm á, chừa lại á. Cắt chừa sao? Dạ như là lúc kéo lưới kéo cùng á. Rồi thấy chủ nhà mà vắng á, dễ quá đó thì chừa lại, chừa xuống khúc dưới á. Rồi vũ lên, chừng nào chủ nhà vô rồi vũ lên. Lưới nó có kiểu mà vũ xuống đuôi á, nó có khúc đuôi cũng hơi nhỏ đi rồi cắt cái chừa lại để khúc bên đây rồi vô đổ bên đây không à, rồi chủ nhà vô rồi thấy hết rồi chủ nhà vô ở đây vũ lại. Ngoài ra Kiếm còn khai nhận thêm các đối tượng khác trong nhóm của mình gồm Quỳnh Văn Lọt sinh năm 1997 ngụ xã Vĩnh Hậu huyện Hòa Bình, Trần Triệu Phú sinh năm 1999 ngụ xã Vĩnh Hậu A huyện Hòa Bình, Nguyễn Văn Dạng sinh năm 1994 ngụ phường 2 thành phố Bạc Liêu, Lê Thanh Bình, sinh năm 1963, Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1978, cùng ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, và Quỳnh Thanh Giang, sinh năm 1977, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Thì qua vụ việc trên, thì khuyến cáo bà con nên hết sức cảnh giác và trong quá trình thời gian tới, trước khi thu hoạch, bà con nên là huy động bà con anh em thật đông để quan sát cảnh giới đối với các đối tượng này, giống như là trong quá trình kéo lưới, trong quá trình căng, trong quá trình kiểm soát tôm, nên quan sát thật kỹ các đối tượng khi mà còn ở dưới ao thì cần quan sát và để cho các đối tượng lên khỏi bờ và kiểm tra hết các cái công cụ, những cái dụng cụ mà đối tượng đem theo để mà kéo lưới để tránh trường hợp các đối tượng này giấu tôm lại để qua mắt chủ nhà và trốn. Với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trộm cắp như hiện nay, đặc biệt là trong việc thu mua tôm, mọi người dân cần hết sức cảnh giác, có sự đề phòng khi thực hiện việc mua bán tôm. Khi phát hiện các biểu hiện nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời bắt xử lý các đối tượng.